Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 128 giờ. Chương trình sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện về cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta hãy để câu chuyện đi theo một hướng thú vị hơn nữa. Đó là làm thế nào để cân bằng giữa lối sống phương Đông và lối sống phương Tây. Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là khu đô thị có tỷ lệ người nước ngoài sinh sống cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì những chuyên gia người nước ngoài, họ có những nguyên tắc gì và họ làm thế nào để có được một cuộc sống cân bằng tại Việt Nam? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây, nhân vật của chương trình là ai? Neil McGregor là giám đốc điều hành Travels Việt Nam, công ty tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Anh là người trực tiếp thực hiện nhiều giao dịch đầu tư được coi là lớn nhất cả nước. Là người điều hành doanh nghiệp 900 nhân viên, Neil chịu trách nhiệm quán xuyến mọi hoạt động của hai chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Là người chịu trách nhiệm cao nhất hoạt động của Travels Việt Nam, Neil vẫn có thể vừa chu toàn được công việc và vừa dành được thời gian cho gia đình cũng như những hoạt động thể thao và cộng đồng ngoài giờ làm việc. Đến Việt Nam từ tháng 4 năm 2001, anh từng khẳng định Việt Nam chính là quê hương thứ hai của mình. More importantly, I'm very lucky to have a fantastic Vietnamese family. Trên mảnh đất mà anh coi là nhà này, anh tận hưởng cuộc sống của mình như thế nào? Chúng tôi đã tìm đến Neil để tìm hiểu cách mà anh cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng tôi gặp Neil vào một buổi sáng hiếm hoi anh có ở nhà, bởi vì buổi trưa anh sẽ có chuyến công tác dài ngày ở Phú Quốc. Tranh thủ lúc này, anh dành thời gian cho gia đình và gặp chúng tôi để nói về cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Là người giữ chức vụ cao nhất của một hãng tư vấn nghiên cứu bất động sản có tiếng trên toàn cầu, tại Việt Nam, Neil không làm việc theo chu trình 8 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần. Một ngày của Neil thường dài hơn như vậy và có thể kéo dài đến tối muộn. Well, a typical day could be anywhere between 10 to 12 hours, depending on what evening meetings I may have. I mean, it's quite common to have meetings with clients over dinner. Tại Travels Việt Nam, Neil luôn phải kết nối chặt chẽ với đội ngũ của mình để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, dù có mặt Neil ở văn phòng hay không. Đó cũng chính là nguyên tắc đầu tiên của Neil để giữ tâm thế cân bằng trong công việc. Theo Neil, trước hết phải tìm cho mình một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và hợp tác tốt với họ để cùng nhau chu toàn công việc. I'm very lucky that I have a fantastic team underneath me, and I'm in the very fortunate position where I can delegate a lot of important tasks to some of the best managers in the real estate business, who of course have very, very good teams below them as well. So it's very reassuring as a manager myself. Ở cấp quản lý, vấn đề đặt niềm tin và trao quyền cho cấp dưới là điều quan trọng và không phải ai cũng làm được. Bản thân Neil cũng đã từng có khoảng thời gian mệt mỏi khi chuyển tiếp lên các cấp quản lý cao hơn, buộc phải có tầm nhìn và bản lĩnh vững vàng hơn. There's certainly been very busy periods, and I think when you first move from being in a more condensed role to a broader management role, you have to adapt to that change, and that takes time. It comes more naturally to some people than others. I think I was lucky in that I was able to operate in a deputy managing director role for many years before I stepped into the managing director role. So I was part of the management structure and was lucky to have a boss, if you like, in the managing director position who guided me and groomed me into that position. Neil cho hay, chính văn hóa làm việc, làm hết sức, chơi hết mình đã thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên và giúp mọi người tìm niềm vui trong chính công việc của mình. Và thông qua đó, công việc dù bận rộn nhưng vẫn luôn mang đến những niềm cảm hứng và những giờ phút đáng tận hưởng. Đó chính là một phần của sự cân bằng. We also have a philosophy in the office as well about the work hard, play hard. And Savills is known globally for working very hard, producing the best quality work, but also playing hard and having fun together as well. So we go out, we have a lot of fun after work. We have annual trips, normally to the beach, with lots of team building activities and things like that.
Và dù có làm công việc gì thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe. Việc theo đuổi một mục tiêu nào đó trong công việc hay là trong cuộc sống khiến chúng ta đôi khi quên đi chính bản thân mình. Nếu không có sức khỏe thì cũng không thể nào có đủ tinh thần vững vàng để lèo lái công việc. So I think I enjoy sport very much. I think staying healthy is a very important part of getting that balance right. Neil không coi việc dành thời gian cho gia đình là một việc phải làm và chỉ mang tính trách nhiệm. Đối với anh, dành thời gian cho gia đình chính là cách để xả stress. Spending time with the children is one of the easiest ways I find to release stress, and spending time with them, enjoying time with them is very important to me as well. Gia đình quan trọng như thế nào đối với Neil? Anh dành thời gian cho gia đình mình ra sao? Và điều đó giúp ích gì cho cuộc sống cân bằng của anh? Không chỉ cân bằng giữa công việc và những khía cạnh khác, mà còn là cân bằng giữa lối sống phương Đông và phương Tây. Tiếp theo trong chương trình, cùng tìm hiểu Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savo Việt Nam dành thời gian cho gia đình như thế nào?